Hi, xin chào các bạn. Và trong cái ngày bài ngày hôm nay ấy, tôi sẽ nói về công cụ rất rất được ưa chuộng là cái canvas này. Và công cụ đang kéo xuống. Bạn đã thấy cái này không? Đấy, khi mà trên 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 cái bếp của bạn, trên cái fan bếp của bạn có cái này, bạn nhấp vào. Đây thì ở đây tôi chưa có một cái căn bút nào mà tôi sẽ chỉ cho các bạn cách tạo một cái căn bút mới và cho người nhận mình mà sẽ tìm người nó luôn qua nhấp vào tạo. Ok, thì tại đây qua bắt đầu vào cách tạo một cái căn bút mới với đầy đủ các tính năng. Ok, này đầu tiên đây các bạn mình sẽ thấy một thành phẩm. Thì các bạn có thể nghe những lúc gọi là thành phần nào theo về cho họ một cái đề thế nào. Ok, tôi sẽ cho họ một cái đề đấy. Ở đây như là cái căn bước cái vô hụt của cái căn bước cho một cái mạng. Tại đây thì các bạn có thể đặt tên cái tên của cái chiến lược mà chúng ta sẽ chạy mà cái tên. Tuy nhiên ví dụ các bạn có thể chạy là bán hàng luôn nằm ở đuôi nha đấy có không có thể biết cái gì đó không biết khi chúng ta đây thì tôi đây là cái thân biết chuyên cá nhân của tôi nên tôi có thể chắc với lại cái tên của tôi tôi tạo một câu mới bấm như thế này nhé. Tại đây các bạn cài đặt thì các bạn cài đặt là màu đen. Màu đen thì các bạn có thể chọn này. Đây là màu đen, màu xám hoặc là màu trắng. Ở đây tôi chọn màu trắng nhé. Ok, chọn con bút tải lên. Tải lên thì tại đây tôi sẽ tải một ảnh lên nhé. Ok, tại đây tôi đã chọn một cái ảnh rồi. Chọn màu đen. Màu này tôi có thể chọn cái màu nào nó bắt mắt đi. Màu đỏ nhé. Độ mờ cũng lên, các bạn điều chỉnh độ mờ cũng lên. Tôi chọn khá khá như thế này. Ok, thêm được. Tại đây các bạn có thể thêm các thành phần khác. Được, các bạn có thể thêm nút. Okay. Đây là cái nút mới. Ở đây thì các bạn có thể dán cái trang web vào. Khi mà họ click vào cái nút đó, nó sẽ chuyển sang cái trang web của chúng ta. Đúng không? Nó chuyển sang trang web của chúng ta. Tại đây thì các bạn tại đây tại vùng này là cái nút. Cái nút thì chúng ta ví dụ như tôi có thể tên là nhân. Tại vì cái này là cái thông tin mà cá nhân của tôi cho nên tôi mới biết như thế này. Còn khi mà các bạn ví dụ các bạn bán hàng này thì cái một nút này thì các bạn ghi là mua ngay hay là nhấp vào đây thì mua này đấy. Các bạn cho màu nút, màu nút ở đây tôi có thể cho cái gam màu của màu xanh màu đen. Màu nền các bạn có thể chọn màu này. Ok, đường viền kiểu cái nút đường viền. Ok, tại một số nơi nữa các bạn có thể nhấp vào thêm thành phần khác nữa. Các bạn hãy thêm viết thành phần nhé. Ví dụ tôi sẽ thêm một cái thành phần khác ảnh nhấp. Ok, tại đây nó sẽ thêm một cái ảnh và khi mà các bạn click vào cái ảnh này thì nó sẽ là tại đây này, tại cái mục trang web này, các bạn có thể dán trang web của họ vào. Khi mà người ta có lên vào ảnh thì nó sẽ dẫn đến trang web. Và những cái nữa là cái thành phần thì nó không bắt buộc. Trong cái hình ảnh thành phần này nó không bắt buộc. Tuy nhiên tôi có thể tôi dán cái mục chính của tôi vào trong này. Đấy.
Gracias.